Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh cống. Bánh cống là có là bột ớt, bột gạo, và đây là bột mì đa dụng. Đây là có hạt nêm với tiêu, có một trứng gà. Đây là có chén nước lạnh, lại trong tủ lạnh mà mình sẽ bỏ một lá vô để cho nó lạnh dùng. Cho một chén bột mì đa dụng vô trong, mình đo bằng chén nha. Bằng chén này. Để cho một chén bột ớt vô. Rồi, một chén bột ớt vô. Kế tiếp là mình cho một chén bột gạo vô. Rồi, cho chén bột gạo vô. Mình sẽ cho tiêu với hạt nêm vô. Khói điện rồi. Cho cho đây một quả trứng gà luôn. Kế tiếp là mình cho vô đây một chén nước. Này là nước lạnh thật là lạnh trong tủ lạnh này. Mình cho thêm một chút xíu nữa. Vậy là của mình 1,5 chén nước. Đánh đều lên. Cái bột đánh cũng tan rồi. Bây giờ bột tầm này là được. Bây giờ mình sẽ cho bột nghỉ ngơi 20 phút. Cái bột của mình cũng nghỉ ngơi 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ chiên bánh cống, dầu cho dầu vô gạo. Chiên cái này là dầu phải nhiều. Mình cho cái giá này theo trong cái dòng nó nóng rồi. Rồi đó, sẽ chén bột qua bên đây. Mình thấy mỏng lắm. Cái gì mỏng luôn. Mình cho cái con tôm vô. Mình cho mỏng nè. Mỏng như vậy. Chúng mình có thể cho tôm. Cái giá nó vô cái dầu gì vậy? Chén cái miếng bánh đây nha. Rồi. Chảo gì cũng vàng. Đây, cái bánh cống của mình là chiên mỏng nè. Để mình ăn cái bánh ướt. Mình đã xong rồi.